Tất nhiên lớp 3 chúng ta chưa chấm, mà gần như thầy giải hết rồi. Thì lúc mà chúng ta chấm bài, thầy phải hỏi code kỹ cho của các bạn để các bạn hiểu. Thì lúc đó các bạn điểm cao. Còn nếu mà các bạn nào mà không hiểu rõ lắm, code được, chạy được, thầy chỉ cần xóa một lệnh, các bạn gõ lại cái lệnh đó được là đảm bảo năm. Dễ không? Hả? Chỉ cần vậy thôi. À, hiểu sơ sơ thôi. Ví dụ thầy hỏi là FreeNF tại sao chỗ này có phần trăm D, giải thích được không? À, rồi ví dụ như là thầy xóa, thầy cho các bạn là tại sao chỗ này nó không ra số thập phân mà nó ra số nguyên, biết lý do chưa? Ép kiểu chẳng hạn. Ví dụ thầy yêu cầu ép kiểu thì làm gì? Ví dụ thế, là những cái cực kỳ đơn giản thôi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có hai mảng đối với bài 5 của chúng ta. Bài 4 chứ. Đối với bài 4, bài 4 quản lý sinh viên. Bài 4 chúng ta quản lý sinh viên. Main. Quản lý sinh viên chúng ta sẽ khai báo hai cái mảng, và cũng tương tự như lúc nãy, mảng họ tên. Rồi các bạn trật tự giúp thầy, mảng họ tên. Mảng điểm. Và số lượng sinh viên N. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Bây giờ mình sẽ viết một cái đoạn chương trình nhập cái mảng sinh viên này, xuất mảng sinh viên. Mình gom code lên trên. Bởi vì chỗ này của mình nó có đến hai mảng, cho nên cái việc nhập của chúng ta trả về không được. Nó đến hai mảng nhập. Thử coi nè. Nhập. Static void. Nhập. Mình đưa vô đây N. Mình đưa vô đây string, mảng họ tên. Mình đưa vô đây mảng điểm. Đưa vô mảng họ tên và mảng điểm. For int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Trong này chúng ta sẽ khai báo scanner. Chấm in. Xuất ra print họ tên sinh viên. Chỗ này ép đi. Họ tên sinh viên phần trăm D phẩy y họ tên sinh viên thứ nhất.
họ tên thứ y bằng scanner.net line. Điểm của sinh viên thứ y điểm net double đấy là phần nhập, phần xuất xuất thì cũng tương tự. Mình cũng sử dụng vòng for. Trong này chúng ta xuất thông tin sinh viên. Xuất thông tin sinh viên. Họ tên. Phần trăm. S. Phẩy điểm phần trăm F rồi gì nữa, trong đề người ta yêu cầu thêm gì, học lực, xuất thêm học lực. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ kiểm tra học lực của sinh viên này. Chỗ này mình xuất đơn giản trước đi đã. Họ tên thứ y phẩy điểm thứ y. Rồi mình nhập chừng đó, mình xuất chừng đó trước đi. Rồi tí nữa mình sẽ làm việc với học lực sau. Mình khai báo cái scanner này ra ngoài luôn thử nhé. Scanner này ra ngoài. Ở bên trong này mình không cần. Không chịu ha. Ok. Nhập số lượng sinh viên. N bằng scan chấm net in, mình gọi hàm nhập à chưa, mình phải khai báo ở đây họ tên bằng new string của N điểm bằng new double N. Rồi sau đó mình sẽ gọi xuất. Rồi nhập và xuất. Nhập số lượng sinh viên 3. Họ tên sinh viên thứ 0. Ok. Hùng. Điểm sinh viên 6. Rồi bị gì? Bị gì? Trôi. Trôi lệnh. Vậy xử lý trôi lệnh ở chỗ này xử lý như sao? Chỗ này trước tiên là y cộng 1. Rồi xử lý trôi lệnh. Họ tên sinh viên thứ y. Điểm. Chỗ này xử lý đơn giản nhất.
Rồi các bạn có thể là xử lý đơn giản nhất. Trôi ở đây đúng không? Thử coi nào. Ok. Họ tên sinh viên. Bị gì nữa nào? Phần xúc của chúng ta. Xịt N. Rồi, như vậy mình đã có nhập và xuất. Bây giờ trong chỗ xuất này nè, mình dựa vào cái điểm, mình sẽ làm gì? À, để kiểm tra. Nếu như điểm thứ y mà làm sao nhỏ hơn 5, yếu nhỏ hơn 5 thì chỗ này các bạn sẽ có một cái string học lực. String học lực. Nếu điểm nhỏ hơn 5 thì học lực sẽ bằng yếu L. Nếu như điểm thứ y mà sao nhỏ hơn 6.5. Có cần lớn hơn bằng 5 không? Thì học lực sẽ bằng trung bình L. Nếu như điểm thứ y nhỏ hơn 7.5, học lực bằng khá L. Điểm của y nhỏ hơn 9 của y nhỏ hơn 9 thì học lực bằng khá bằng giỏi L. Học lực bằng xuất sắc và chỗ này chúng ta lại thêm học lực vào đây. Hai chấm phần trăm s. Học lực. Như vậy chúng ta đã xuất được học lực trong cái phần xuất của chúng ta. Hai sinh viên thứ nhất A điểm 6, sinh viên thứ hai B điểm 8.6, học lực trung bình, học lực 8.6, ok, 7.5 trở lên là giỏi rồi, 8.6 giỏi. Bây giờ chỗ này điểm của mình. Đó, ví dụ như chỗ này khi thầy chấm bài thì hỏi là điểm xuất ra. Nếu như chúng ta chỉ muốn hai số thập phân, một số thập phân thì làm sao? Thì mình sửa cái gì? Chỗ F này. À, chấm 1. Hoặc nếu các bạn đã ghi chấm 1 theo đề của thầy thì thầy gõ lại chấm 3, thầy hỏi nó xuất cái gì. Đó là các bạn phải biết. Hiểu không? Như vậy chấm bài của chúng ta là như vậy. Như vậy khi mà các bạn code xong rồi, đôi khi chạy được
nhưng mà muốn điểm các bạn cao một tí thì chịu khó xem thử là các lệnh của mình nó đang làm gì và mình hiểu được các lệnh của nó. Và đến phần nữa là sắp xếp mảng. Vậy cái khó khăn của khi mà các bạn dùng hai mảng bắt đầu xuất hiện. Bạn sắp xếp theo một mảng và bắt buộc các bạn phải sắp xếp tiếp cái mảng thứ hai, là mảng họ tên nó phải đi theo. Chỗ này chúng ta có dùng array sort được không? Nếu như các bạn dùng array sort thì nó chạy cái điểm thôi, nhưng mà tên nó không đi theo. Không đi theo. Điểm thì sắp xếp được, nhưng mà tên thì nó không đi theo được. Đấy. Cho nên là nó khó bắt đầu xuất hiện ha. Chúng ta sẽ làm một cái hàm sắp xếp. Và khi các bạn sắp xếp thì mình cũng đưa tất cả những thông tin này vào. Sắp xếp. Và các bạn sẽ sắp theo điểm trước. Sắp theo điểm trước for. Sắp xếp mình dùng cái thuật toán gì ở trong học nhập môn lập trình? Làm sao? À, hai vòng for. Y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n trừ 1 chấm phẩy y cộng cộng. Và giả sử thầy có thể hỏi, ủa sao là n trừ 1 mà không phải n? Gợi ý câu hỏi luôn nha. Còn lúc mà chấm bài hỏi đúng ai thì người đó trả lời hên xui nha. Đó, gợi ý trước câu hỏi luôn. Nãy giờ là toàn gợi ý câu hỏi không á. For intz bằng mấy? Bằng y cộng 1. Tại sao bằng y cộng 1? Z nhỏ hơn. Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn n, z cộng cộng. Tại sao mà tại chạy từ y cộng 1 mà không phải là chạy từ 2? Chạy từ 1. Coi lại nha. Nếu gì? Nếu gì? Nếu điểm thứ gì mà nhỏ hơn điểm thứ y. Nếu mà thầy so sánh nhỏ hơn là thầy đang muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần? Z là điểm đứng sau. À, Z là điểm đứng sau. Nếu so sánh cái sau mà nhỏ hơn cái trước thì đảo. Tức là thầy đang muốn sắp tăng dần. Như vậy lúc này lên, nếu mà các bạn để mà Z, Y, thầy hỏi, ủa thuật toán này tăng hay giảm? Vậy muốn giảm làm sao? Ví dụ như vậy. Đó là những câu hỏi. Ví dụ thầy hỏi bây giờ thuật toán này đang tăng nè, muốn giảm làm sao? Được chưa? Rồi về thử nha. Nếu trong trường hợp mà điểm của Z nhỏ hơn điểm của Y thì chúng ta làm gì? Mình sẽ hoán đổi. Hoán đổi cái gì? Hoán đổi cái gì? Hoán đổi điểm.
Rồi hoán đổi gì nữa không? Hoán đổi tên. Đây là cái vấn đề rắc rối. Nếu như thông tin của sinh viên gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, điểm, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân. Ủa, 6 cái mạng à? Hoán đổi 6 cái luôn. Đúng không? Rất là phiền. Chỗ này chúng ta hoán đổi 2 cái. Thứ nhất là hoán đổi điểm, thứ hai là hoán đổi họ tên. Như vậy hoán đổi điểm, điểm kiểu gì? Double, điểm tạm sẽ bằng điểm thứ y, điểm thứ y sẽ bằng điểm thứ z, điểm thứ z sẽ bằng điểm tạm. Đó là hoán đổi, được không? Rồi hoán đổi họ tên, string họ tên tạm, họ tên thứ y, họ tên tạm trước bằng họ tên thứ y, họ tên thứ y bằng họ tên thứ gì, họ tên thứ gì bằng họ tên tạm. Như vậy chúng ta đã hoán đổi. Chạy lại. Số lượng 3 sinh viên. Sinh viên A. Ví dụ 9. Sinh viên B 5. Sinh viên C 7. Sau khi sắp xếp mình chưa xuất, vẫn đang là ABC. Như vậy sau khi mình gọi sắp xếp xong thì mình xuất lại lần nữa. Như vậy chỗ này xuất này là xuất trước khi sắp xếp. Bây giờ mình sẽ sắp xếp và mình xuất lại lần nữa. Đúng không? Đó, sắp xếp xong, xuất lần nữa. Số lượng sinh viên là 3 A. Tương tự mình gõ lại 9 B 5 C 7 5 7 9. Bây giờ mình muốn cho sinh viên này sắp xếp điểm giảm dần. Giảm dần mình đổi gì? Một là đổi dấu bé thành dấu lớn. Hai, đổi y và z này cho nhau. Cũng là dấu bé, nhưng mà chỗ này là y, chỗ này là z. Được không? Rồi, như vậy bài số 4 của chúng ta xong. Bài số 5 liên quan. Bài số 5 nhập vào một số. Cái này dùng mảng hả? Nhập vào một số. Nãy mình dùng
Ok, bài này nhập vào một mảng số nguyên. Bài này hơi khó đó nha, xuất ra kiểm tra rồi, ví dụ mảng mình nhập vào 4 6 2 4 7 4 5 6 2. Ví dụ như mảng mình nhập vào như vậy thì các bạn sẽ xuất ra giúp thầy. Xuất ra một mảng là chứa các số. Ví dụ trong mảng này nó có xuất hiện số mấy? Số những số nào? Sắp phẩy sắp xếp tăng dần. Sắp xếp tăng dần. Rồi các bạn sẽ xuất ra là 2 4 5 6 7, đúng không? Và các bạn xuất thêm một cái mảng nữa là chứa gì? Hai xuất hiện mấy lần? Ví dụ như chỗ này thêm số 2 nữa đi, để cho nó đừng trùng số 2. Rồi, hai xuất hiện mấy lần? Xuất hiện 3 lần. 4 xuất hiện mấy lần? 3 lần. 5 một lần, 6 7. Đó. Như vậy thì các bạn xuất ra cho thầy hai mảng. Có những số nào là mảng trên? Thứ hai là số lượng. Cái này là các số. Các số xuất hiện. Và số lần xuất hiện. Đó, như vậy chúng ta sẽ xuất ra hai mảng như vậy. Hy vọng là không làm khó được các bạn. Đúng không? Hy vọng là với bài 5 này không làm khó các bạn.